có mấy cây gì mà hoa không à, không biết tên luôn vì các bạn. Hoa không à, hoa trắng đẹp ghê không nè. Thực sự là không biết tên cây gì luôn á. Kiên vàng, 4 cây quý vị các bạn. Cái này lạ ha, lần đầu tiên thấy. À, rồi đây có để tên nữa quý vị các bạn. Bạch sơn liễu. Trời đẹp ghê, cái tên nó cũng đẹp. Ông hoa nó thơm quý vị các bạn. Ông tới hút mặt, ông bướm nè. Quý vị các bạn thấy ông bướm nó tới hút mặt. Hoa thơm ghê luôn. Cây ngộ ha. Bạch sơn liễu quý vị các bạn. Biết cái giống này ở đâu á. Bên này có mấy cây cắt bắp diệp đẹp quá, đi một vòng qua quay mấy cây cắt bắp diệp này kéo được đông ghê luôn á, quá trình thanh. Nay là ngày 26, 27 Tết gì đấy vì các bạn. Đây là cái lại Nhật ha. À.